hậu Hờ Hen Nhê xuất hiện tình tứ với trai lạ tại Hà Nội giữa tâm bão hẹn hò rapper nổi tiếng. Cách đây ít phút, Hờ Hen Nhê đăng tải bức hình tay trong tay cùng chàng trai lạ tại Hà Nội. Ngay lập tức, khán giả ra sức hò hét truy tìm danh tính người đàn ông đã chiếm được trái tim của cô Hoa hậu quốc dân Hờ Hen Nhê. Hình ảnh đăng tải được Hờ Hen Nhê check-in tại Hà Nội trong không gian tĩnh lặng. Cả hai người cùng đi dạo phố đêm. Hoa hậu ăn mặc đơn giản, trong khi người đàn ông giấu mặt quay lưng, tay trong tay rất tình tứ. Giữa tâm bão khi được cho rằng đang hẹn hò cùng Đen Vâu, Hen giữ cho mình thái độ im lặng trước dư luận. Hình ảnh này nhanh chóng được fan nhận ra không phải là Đen Vâu như lời đồn đoán. Trai lạ khiến fan ra sức hò hét, truy tìm danh tính. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng từng thú nhận rất mê trai đẹp, nếu danh tính của chàng trai trong ảnh được lộ diện, chắc chắn sẽ là mẫu người hoàn hảo trong mắt của Hoa hậu quốc dân. Mặc dù mọi thông tin còn nằm trong vòng suy đoán, nhưng nếu đây là dấu hiệu cho màn chào sân tình cảm, thì chắc chắn chuyện tình Hờ Hen Nhê cùng nửa kia sẽ tốn không ít giấy mực của dư luận.